Good evening, church. Xin chào Hội Thánh. You know, before we get started, can you stand to your feet and let's just begin to get our hearts ready to receive what it is that the Lord wants us to receive tonight. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin chúng ta cùng đến với Chúa, chuẩn bị tấm lòng của mình để đón nhận những gì Chúa ngài dành cho chúng ta trong buổi tối hôm nay. Just right now, just begin to speak to the Lord, and if there are things that you need to speak to Him about, you know, maybe something you're dealing with personally, this is the time to lay it down before the Lord. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với Chúa, và nếu có điều gì chúng ta cần giải quyết với Chúa, hãy giải quyết trước khi chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa, trong sự ngợi khen và thờ phượng buổi tối hôm nay. Lord, we give you everything tonight. Để Chúa chúng con dâng cho Chúa tất cả mọi sự. Lord, have your way. Xin Chúa tự do hành động. God, if there's anything in our hearts that are separating us from you, Lord, we ask that you take that away, Lord, and that you forgive us right now. Để Chúa có bất cứ điều gì trong tấm lòng của chúng con ngăn trở chúng con trong sự tương giao với Chúa, con cầu nguyện trong giây này. Xin Chúa giúp đỡ các khỏi chúng con để chúng con có thể tương giao một cách mật thiết với Chúa trong buổi tối hôm nay. Lord, have your way, have your way. Lạy Chúa, xin tự do hành động trong buổi tối hôm nay. Just have your way right now, Lord. Have your way in our hearts, have your way in our lives, Lord. Have your way. Lạy Chúa, xin tự do hành động trên cuộc đời của chúng con, trên anh chị em chúng con. Lạy Chúa, xin tự do làm việc theo ý định của Ngài. Take your place. Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace.
sing it out to the Lord. You're all I want. You're all I want. You're all I ever need. You're all. Just draw near to him right now. Lord, you're all we want, Lord. All that we need, Lord. It's all about you, Lord. All about you. Chúa ơi, Chúa là tất cả những điều chúng con cần. Chúa là tất cả mọi sự cho chúng con. Chúng con cần Ngài cho chúng con kinh nghiệm Chúa càng hơn. Xin giúp đỡ để chúng con tập trung vào Chúa vì tất cả những việc chúng con làm và sự có mặt chúng con trong buổi tối hôm nay là cho Ngài. Church, just begin to speak cho chính mình Ngài. Begin to speak to the Lord right now. What is it that you want to receive the Lord tonight? Thưa chuyện với Chúa trong thời gian này, cầu nguyện trong thời gian này, tương giao với Chúa, tiến vào, bước vào trong sự hiện diện của Ngài. It's all about you, Lord. All about you. Chúa, tất cả là cho Chúa và vì Ngài. Tất cả là cho Chúa và vì Ngài là Chúa. For many of you, the disconnect that you've been feeling in your heart, allow yourself to be reconnected with the Lord right now. Đối với số các anh chị em, chúng ta thấy có sự ngăn cách đứt đoạn trong sự tương giao của chúng ta với Chúa. Hãy tiến vào, lặp lại mối tương giao với Chúa ngay trong giờ này. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you. Come on, I'm coming back. And I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back, sing it out. And I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. Yes, it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord. And I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you. It's all about you. Come on, sing it out to the Lord. I'm coming back. And
I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. All about you, Lord. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. And I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'm coming back. And I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. You know, as we're just singing this part of the song, you know, I see just this image in my head, this vision in my mind of what it truly looks like to really tell this to the Lord, to really come before His feet and say, Lord, this, it's all about you. It's all about you, Lord. You know, if you feel it in your heart that you truly have not had this lifestyle of saying, Lord, it's all about you, let tonight be that night. Anh chị em, trong lúc chúng ta hát bài hát này, để có một hình ảnh ở trong tâm trí của tôi. Tôi tin rằng đây là điều Chúa Ngài muốn nhắc nhở chúng ta. Để chúng ta, những ai cảm thấy trong tâm lòng của chúng ta trong những ngày qua, thờ phượng Chúa, dâng cho Chúa tất cả, chưa phải là lối sống của chúng ta. Thì trong thời gian này tôi khuyến khích và kêu gọi anh chị em, chúng ta tiến lên phía trước tới đây và như lời của bài hát, chúng ta đến và dâng cho Chúa hơn là một bài hát. Chúng ta dâng cả tâm lòng, đời sống của chúng ta một cách tươi mới trước mặt Chúa. What's more than a song? What's more than worship that you can bring to the Lord just yourself? Điều gì là hơn cả một bài hát chúng ta hát được? Điều gì là hơn cả những công việc mà chúng ta làm? Đó chính là sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta khi chúng ta dâng chính mình cho Chúa. Come on, fill this altar. If that's you, come to the altar. Anh chị em, nếu đó là anh chị em trong sự khao khát, xin làm đầy tràn phía trước ở tại đây, phía trước bàn thờ trong thời gian này, để chúng ta thờ phượng Chúa chẳng những bằng lời hát nhưng mà cả cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta dâng chính mình cho Chúa. More than a song, sing that out to the Lord. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song, I'll bring you more. And I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song, I'll bring you more, Lord. And I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song, I'll bring you more. And I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song.
song. More than a song. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you, the more I seek you. Come on, sing that out. The more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. Come on, I want to sit at your feet. And I want to sit at your feet. Drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. You feel your heart beat. And this love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. And I wanna sit at your feet. Drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. And feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. The more I seek you, the more I seek you. Tìm kiếm cha. The more I find you. Thì con càng được gặp Ngài. The more I find you. Càng được gặp gỡ Chúa. The more I love. I wanna sit at con your feet, Lord. I wanna sit at your feet. Con muốn ngồi dưới chân Chúa. Drink from the cup in your hand. Uống ly nước bên tai Ngài. Lay back against you and breathe. Nhìn trên ngực Chúa. Hãy nghe nhịp tim của Ngài. This love is so deep. Tình yêu này quá sâu đậm. Hơn cả con có thể hiểu nổi. It's overwhelming. And I wanna sit at your feet. Drink from the cup in your hand. Lay back against you and breathe. And feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. Give myself away. Give myself away. So you can use me. I give myself away.
give myself away so you can use. I give myself away so you can use me. Life is not my own, to you I belong. I give myself to you. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. My life is not my own, sing that out, my life. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own, to you I belong. I give myself away so you can use me. I give myself away so you can use me. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. Life is not my own, to you I belong. I give myself to you. My life is not my own, sing that out. My life is not my own, to you I belong. I give myself to you. Right now, that's the cry of the church right now. That's the cry in our hearts. Because, Lord, our lives are not our own anymore. Lord, use us. How can we help you further the kingdom? How can we help build the kingdom? How can we help save the lost souls, Lord? Use my life. Chúng giờ đây phải là lời cầu nguyện của Hội Thánh. Là Chúa ơi, cuộc đời này con không còn giữ riêng cho mình nữa. Nhưng con dâng hiến và tận hiến cuộc đời này. Xin sử dụng con. Có điều gì con có thể làm được để mở mang vương quốc của Chúa, để dắt đưa nhiều người đến cùng Ngài. Xin Chúa sử dụng chúng con. Con phó dâng cuộc đời ở trong tay của Ngài. Xin sử dụng chúng con. Anh chị em, đó phải là lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ này. Mỗi người trong chúng ta hãy thưa với Chúa. Đó là tấm lòng của chúng ta, hãy nói với Chúa. Cuộc đời này được dâng cho Chúa một cách trọn vẹn vì Chúa đã cứu ra chuộc con về. We just begin to tell him, Lord, you're first. Lord, you're first in my life. Lord, you're first in my life. Hãy nói với Chúa, chị em. Hãy nói với Chúa, Chúa là tất cả, Chúa là đứng hàng đầu trong đời sống của chúng con. Lord, you're first. You're first in our lives. You're first in our lives, Lord. It's all. Chúa đứng hàng đầu, Chúa là ưu tiên trong cuộc đời của chúng con. All about you, Lord. Tất cả là Chúa, và tất cả là tập trung vào Ngài. It's all about you, Lord. Come on, begin to tell them that, Lord. It's all about you. Hãy nói với Chúa đi anh chị em. Tất cả là cho Chúa và vì Ngài. All about you, Lord. Tất cả là cho Chúa và vì Ngài, anh chị em. It's all about you, Lord.
all about you. Come on, just begin to lift that up in this room. Lord, it's all about you. All about you, Lord. All about dâng cho you. Chúa cuộc đời. It's all about you. It's all about you. Tất cả là cho Chúa, tất cả là vì Ngài. All about you, Lord. All about you. Come on, just begin chúng to tell. Con được dựng Lord, nên it's all about you. Cho Chúa và vì Ngài, cho nên chúng con chọn sống cho Chúa và cho Ngài tất cả. Chúa là trọng tâm của cuộc đời của chúng con. Greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above.
creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings.
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing that again.
I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing
of the goodness of God. Yes, God, you are so good, Father. You are so good, Lord, that it runs after us, Father, that we can't go far away, Lord, but your goodness would chase after us, God. We thank you, Lord, that you are a Father who would never fail us. We thank you, God, that your love surrounds us tonight. Father, we give you praise for all this is in your name that we pray. Amen, amen, amen. Amen. Amen, church. You may take your seat tonight. Hallelujah. King Chúa. Praise the Lord. What a time for us to be alive. Thật là phước hạnh để chúng ta được sống đồng ở trên đất này trong thời điểm này. Cảm ơn Chúa vì những việc Chúa làm ở giữa chúng ta trong những ngày qua. Thanks God for every blessing and He has showered us with His presence in the last 7 months. Now we step into our month number 8. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Và đặc biệt là Chúa Ngài sắp đặt. Chúng tôi không đi tìm và chúng tôi cũng không mời. Bởi vì chúng tôi thảo luận với mục sư Sam là chúng tôi muốn giữ dòng chảy của những gì Chúa Ngài làm tới đây thật là trong, để chúng ta không kể là bất cứ công việc của một con người nào, nhưng mà hoàn toàn đến từ Chúa. We're not seek after, we're not invite. Because Pastor Sam and I, we have made a decision that we want to keep this flow as pure as it can be. We want this river run pure. We don't want people to come in and have their opinion over what God's doing. Cho nên chúng tôi xin Chúa cho một cái dấu. Đó là ai mà Chúa Ngài mang đến thì chúng ta đón nhận. Thì chúng ta không có mời. Và tạ ơn Chúa, Chúa Ngài đã làm công việc đó. So we make a decision that we will not invite any speaker except those that God sent. And for the blessing from the Lord, we have a light up of all the speakers that have come to preach at our revival conference in recent year. God began to light them up. So since February, we have Jacob Biswell, Brent Douglas, and then in March we have Norm McLeod, and tonight we have our special guest that is coming here. Also, somebody that really loved the Vietnamese, because last time I checked, he have went to Vietnam 42 times, more than I go to Vietnam myself. What a blessing. And he loved the Vietnamese. He can eat all of the Vietnamese food, even sầu riêng. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã sắp đặt một cách rất diệu diệu và Chúa Ngài gửi các đầy tớ của Chúa đến. Những người đã từng là diễn giả cho Đại hội Phục Hưng của chúng ta, lần lượt Chúa sắp đặt đưa họ đến đây. Chúng ta bắt đầu với tháng 2 với Jacob Biswell, rồi Brent Douglas. Ở tháng 3 chúng ta có Apostle Norm McLeod. Và bây giờ thì chúng ta có thêm một diễn giả nữa đến với chúng ta. Diễn giả đặc biệt mà Chúa cho đến và tất cả đều lên tiếng rằng chúng tôi nghe những việc Chúa làm và chúng tôi muốn đến để ngồi và dầm thấm sự hiện diện của Chúa và kinh nghiệm trời mở ra trên cuộc đời của chúng tôi. Và cảm ơn Chúa, Chúa Ngài đã sắp đặt và các đệ tử của Chúa lần lượt đến. Và diễn giả của chúng ta buổi tối hôm nay, của cuối tuần này, ông rất yêu thương người Việt Nam của chúng ta. Lần cuối mà tôi đã tính với ông đó là ông đã đến Việt Nam 42 lần. Ông rất yêu thích người Việt Nam, yêu thương người Việt Nam của chúng ta. Ông đến từ cái lúc mà Hội Thánh của Chúa còn nhóm lại một cách hết sức là thầm lặng. Một điều mà làm cho tôi nghe tôi khóc lững tiếng lên là ông kể rằng có một ngày ông được dắt vào ở trong một cái điểm nhóm không có đèn. Người ta để cho ông cái ghế ngồi ở giữa phòng,
rằng xin chia sẻ lời Chúa cho các con gái của Chúa. Ông trung tín làm công việc đó, giảng ở trong bóng tối. Cho đến khi ông về khách sạn thì ông khóc òa lên bởi vì có người chụp được tấm hình ở trong phòng nhóm hôm đó đầy chật cả người, hơn 200 người có mặt ở trong phòng đó. Và Chúa ngày ban phước và sử dụng đời sống của ông một cách rất đặc biệt. He loved the Vietnamese so much and he shared with us a story that when I heard that I cried out loud because I know that this man loves our people. That's one time he in Vietnam and they took him to this room in the dark. They put a chair in the middle of the room and tell him to preach. And he preached in the dark. Until he come back to his hotel, he cried because somebody able to snap a picture and the room filled with people. But at that time, he did not see anybody because it's so dark in that place. He loved our people. And we praise God that God have connected our heart together. We have traveled to Vietnam many times to preach in conference from Cà Mau to Aquila Center, to Thái Bình, to Phú Thọ, and on, we have so much time that we minister together. The Lord have, Chúa ngài đã ban phước trên ông và ông đã cùng đi với chúng tôi trong nhiều chuyến để học với Chúa tại Việt Nam. Và Chúa ngài ban phước, chúng ta đã có cơ hội để học với Chúa chung với nhau cho những đại hội tại Cà Mau, tại thành phố, rồi ra tới trung tâm Aquila, đến Thái Bình, đến Phú Thọ. Chúa ngài ban phước một cách rất đặc biệt. Và cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay chúng ta có cơ hội để đón tiếp ông trong tuần này đến để đem lại sự khích lệ cho chúng ta. Và bởi vì những gì ông đã nghe từ nơi Chúa hướng dẫn cho ông. So we have a privilege to welcome him here tonight and this weekend and to able to hear what God has placed in his heart. So no further more information, I want to say VBC Houston, give a warm welcome to Pastor Don Martinell. He has been known as a number one evangelist from New Zealand. Chúa ngài gọi ông. Thank you. Thank you. Good to be here with you, man. God bless you. Hello, Houston. Chào, Houston. Hey, who said you could sit down? Nếu ai nói quý vị được ngồi. Let's stand up again, shall we? Xin chúng ta cùng đứng lên một lần nữa. I think it's sad if we just clap for the man, but we should be clapping that Jesus Christ is in the house. Amen. Amen. Okay. Thật là đáng buồn nếu chúng ta chỉ vỗ tay cho một con người. Nhưng mà tất lý ra chúng ta phải vỗ tay cho Chúa của chúng ta vì Chúa Giê-xu đang ở trong nhà này. Chúa đang có mặt tại đây với chúng ta. That's why I like to stand because I reckon the King of Kings and the Lord of Lords. Bởi vì đó lý do mà chúng tôi mời quý vị đứng lên bởi vì chúng ta hoan nghênh và chào đón vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa và nhận biết sự hiện diện của Ngài tại đây với chúng ta. And your guy's praise is pretty good, but he is worthy of our praise. Anh chị em, sự ngợi khen của anh chị em rất tốt. Nhưng mà tôi muốn nói rằng Chúa đáng nhận tất cả những sự ngợi khen và thờ phượng của chúng ta. So, what an honor and a privilege to be here. Thật là một cái phước hạnh và đặc ân cho tôi được có mặt tại đây. Why don't we pray before we move on? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục. God, I want to thank you for every single person in this meeting tonight. Chúng con cảm ơn Chúa cho tất cả các anh chị em chúng con từng người có mặt tại đây trong buổi tối hôm nay. I thank you that as you have heard our worship and our praise. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã nghe những tiếng hát ngợi khen và sự thờ phượng của chúng con. That heaven is open tonight. Chúng con tạ ơn Chúa vì trời đang mở ra tại đây trong tối hôm nay. God, that miracles are here in this place right now. Đó là phép lạ của sự chữa lành, phép lạ đang có mặt tại đây trong buổi tối hôm nay. God, that there is refreshing water flowing right now. Và lại Chúa sẽ có một dòng chảy của sự tươi mới có mặt ở tại đây với chúng con trong buổi tối hôm nay, ngay bây giờ. So Holy Spirit, we thank you that you inhabited the praises of God's people. Chúng con cảm ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài đang cai trị trên tiếng hát ngợi khen của con dân của Ngài. Right now we release you to do your miracle working power.
Lạy Chúa, bây giờ chúng con khai phóng và mời Chúa tự do hành động, tuôn đổ quyền năng của Ngài trên con cái của Chúa. God, open the eyes of our understanding. Lạy Chúa, xin mở con mắt của sự thông biết của chúng con. That we would see Jesus tonight. Để chúng con sẽ thấy được Đức Chúa Giêsu trong buổi tối hôm nay. And everybody shouted. Và tất cả mọi con cái của Chúa hãy cùng nhau lớn tiếng. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Radio. They can be seated now. Yeah, you can be seated now. Can we allow to take these down there? Yeah. We have the cameraman. Oh, the camera. Okay. Yeah. So we're here. Yeah. But we can, when you see him there, we can walk down. Okay. Ông hỏi là chúng tôi có thể đi xuống ở phía dưới này được hay không? Tôi trả lời là khi nào mà có người điều khiển máy quay thì ông được quyền tự do đi xuống. Is that going to be okay? Yes. Yeah. So, in Acts 2:17, ở trong công vụ chương 2, God's word says in the last days I'll pour out my spirit. Chúa, lời của Chúa nói rằng trong những ngày cuối rốt ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. And I just want to say thank you, Holy Spirit. Nên tôi muốn nói trong thời gian này cảm ơn Chúa Thánh Linh. For the wonderful work you're doing here. Cho công việc kỳ diệu mà Chúa ngài đang làm ở tại đây tại VBC Houston. And God's love is here tonight. Aren't you glad that God's love is here? Anh chị em có vui là tình yêu của Chúa cũng có mặt tại đây với chúng ta không? To make sure we don't feel like orphans. Để đảm bảo rằng chúng ta không phải là những đứa con mồ côi. Okay, we're part of the family of heaven. Chúng ta là thuộc về phần tử của gia đình của thiên đàng. We are the children of God. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. And I'll tell you what, we've got a loving father. Anh chị em, tôi nhắc anh chị em, chúng ta có cha của chúng ta rất yêu thương chúng ta. Who loves you and cares for you. Ngài yêu thương mỗi một chúng ta và Ngài chăm sóc chúng ta. Keeps you. Ngài gìn giữ chúng ta. Healthy and vitality and joyful and overflowing. Cho chúng ta khỏe mạnh và cho chúng ta đầy sức sống từ nơi Chúa. And I just want to say tonight, I love the Lord and He is worthy of our praise. Tôi muốn nói với tôi hôm nay trước mặt anh chị em rằng tôi yêu mến Chúa Giêsu bởi vì Ngài xứng đáng để nhận tất cả sự ngợi khen và thờ phượng của tôi. I don't know about you, but without Jesus, my life was a mess. Anh chị em, tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi, không có Chúa Giêsu thì cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn. And I think tonight is going to be a great, great night. Tôi tin rằng buổi tối hôm nay sẽ là một buổi tối rất là phước hạnh. Hallelujah. Hallelujah. So we continue to flow in your beautiful presence tonight, Lord Jesus. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tiếp tục vận hành và cùng làm việc trong dòng chảy của sự hiện diện của Ngài, hỡi Chúa Giêsu. I want to thank you as you continue to strengthen us and challenge us and stir our faith. Cảm ơn Chúa vì Ngài tiếp tục hành động khích lệ, động viên đức tin của chúng con. And God, I pray right now that our faith would increase. Lạy Chúa, con cầu nguyện buổi tối hôm nay Chúa ngài gia tăng đức tin trong mỗi chúng con. Refresh us with heaven tonight. Lạy Chúa, xin làm tươi mới chúng con với sự hiện diện của thiên đàng tại đây tối hôm nay. God, our prayer is that your kingdom come and your will be done in our lives. Lạy Chúa, chúng lời cầu nguyện của chúng con đó là nước của Chúa được đến, ý của ngài được nên trên đời sống của mỗi chúng con. Come on, let's yell that out tonight. Your kingdom come. Anh chị em, chúng ta hãy lớn tiếng về nước cha được đến. And your will be done. Ý cha được nên. In my life. Trong đời sống của con. God, open the eyes of my understanding. Lạy Chúa, xin mở con mắt của sự thông biết của con. That I may shift the atmosphere. Để con có thể thay đổi bầu không khí này. As my faith grows. Để khi đức tin của con được gia tăng trong Chúa. In Jesus' mighty name. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, just before we really get into it tonight, I want to thank the worship team. You guys are awesome. Trước khi tôi đi vào trong bài giảng, thì tôi muốn cảm ơn đội ngợi khen, bởi vì các bạn đã phục vụ một cách rất là tuyệt vời. Đâu hết rồi? Ban ngợi khen. Over here. Here they are. They give these guys a huge hand clap because that was. Chúng ta cho các em một tràng pháo tay. Hát xong mới chạy qua giữ con, cho nên. They're looking after babies. And stuff. Yeah. Come on down here. I want to pray for you right now. Xin các em đến phía trước đây và mục sư muốn cầu nguyện cho các em. There's something about going into the throne room, and it's always great to have awesome singers and musicians who take us into the throne room.
Anh chị em thật là tuyệt vời để chúng ta có những con người này, họ giúp đỡ để dắt chúng ta đi vào trong ngôi ân phước của Chúa. Và tại đó luôn luôn sẽ là sự bắt đầu của tất cả những việc vĩ đại. Nên tôi muốn cầu nguyện cho những người này. Sam, before you even, before we even start, I believe a word of God. Just as you were up there tonight, you were on the guitar, then you were on the drums, then you were all over the place. But I'll tell you right now, God says, get ready for what I'm about to do in your life. God says, I'm about to release a whole fresh, it's like an extended anointing of authority. Holy Ghost authority comes on you tonight. You're going to shift atmospheres. God says, get ready to shift atmospheres. Get ready to change the temperature of the environment. God says, I'm opening your eyes. I'm giving you an understanding into the supernatural realm of my power that will cause the anointing to flood out of your spirit and shift the atmosphere. There's going to be a courageous anointing that comes with it. Courage is going to rise in you. The flow of the Holy Ghost is going to bring an authority in Jesus' name. Father, Amen. As we pray. Oh, you're meant to be in. You're okay? Lord, as we pray for these amazing musicians and singers. I thank you right now, God, for the incredible open heaven there is in this place. I tell you, as I walk in here, there's an open heaven. Anh em, khi tôi bước vào đây thì có trời mở ra tại địa điểm này, tôi nhận biết điều đó. That doesn't happen by chance, it's when you lay down your life. Nó không có tự nhiên xảy ra, nhưng mà khi anh chị em đã dâng đời sống của mình. As a living sacrifice. Như là một cuộc lễ sống và thánh trước mặt Chúa. And I just felt when you're up there tonight that God says, well done, good and faithful servants. Tôi cảm nhận khi anh chị em ở phía trên đang hướng dẫn thì Chúa nghe nói với tôi rằng hỡi các đầy tớ trung tín của ta, được lắm, công việc các ngươi rất là tốt. That even in your faithfulness, luôn cả trong sự trung tín của các anh chị em, God is going to birth within you. Chúa Ngài sẽ sinh nở trong anh chị em. An incredible fire of the Holy Ghost and passion. Đó là sẽ có lửa của Thánh Linh được cháy bùng ở trong đời sống của anh chị em. And I see a fresh energy coming on you, even when you're up there. Tôi thấy có một cái năng lực tươi mới từ nơi Chúa đến trên anh chị em trong lúc anh chị em đứng hướng dẫn và thờ phượng. Quyền năng của Đức Thánh Linh đến trên anh chị em trong thời gian này. Hãy đón nhận từ bên trong với sự bùng nổ của công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của em. I really believe right now I just see water pouring on your life. Tôi thấy Chúa Ngài đang tuôn đổ nước của Ngài trên em. The water of heaven flows in your life right now. Nước từ thiên đàng đổ xuống trên đời sống em ngay trong thời này. Sự sức giàu tươi mới. Holy Ghost right now. Lạy Chúa Thánh Linh ngay giờ này. Oh God, just let the anointing flow. Hãy để sự sức giàu của Chúa đổ, để dòng sông của sự sức giàu của Chúa đổ trên đời sống của em. Which I believe interpreted God saying, step into the river. Tôi cảm nhận cầu nguyện tiếng lạ vừa rồi thông giải nó là hãy bước vào dòng sông của Chúa. Ta sẽ làm tươi mới con. Từ nơi mức của mắt cá, đầu gối rồi đến hông. Bây giờ xin sự sức giàu của Chúa đến một cách đầy dậy. Chúa, sự sức giàu biến đổi hướng đi ở trong ơn và quyền năng của Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu. Có một cái gì đó đặc biệt về sự ngợi khen của em, bởi vì chính sự ngợi khen của em mà mở cửa thiên đàng. Xin bước hai bước lên, tiến lên. I just need to say this, I really feel just as I'm praying for you that praise unlocks the atmosphere. Là tôi cảm nhận là sự ngợi khen mở cửa thiên đàng. And there's the limitations in our life. Và những cái giới hạn ở trong đời sống của chúng ta. I believe never before have there been so many attacks of the enemy against God's people to limit us. Tôi tin rằng hiện tại ở trên khắp nơi trên thế giới có một sự tấn công rất là mạnh mẽ đến với đời sống của con cái của Chúa để làm cho chúng ta chậm bước. But I believe right now, brother, you're about to walk in the unlimited power of the Holy Ghost. Mà tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ cho anh em
Tôi bắt đầu vận hành trong quyền năng không giới hạn của Đức Thánh Linh. Where there's been barriers, ở những nơi nào có hàng rào cản, they're coming down. Bây giờ nó phải đánh hạ. In Jesus' name, trong danh Chúa Giêsu, they're breaking. Bây giờ tất cả những cái ngăn trở đó nó được bẻ gãy đi. And God get ready for new territory. There it goes right now. Hãy đón nhận. Jesus' name. In fact, even as I'm praying for my brother, I'm feeling there are people here tonight where it's like the enemy has erected walls that have restricted you, and God is saying the walls are coming down tonight. Và trong lúc tôi cầu nguyện cho người anh em này thì tôi cảm nhận cho cả hội thánh ở tại đây. Đó là anh chị em cảm nhận trong những ngày qua có những hàng rào mà kẻ thù hay là những vách tường kẻ thù dựng lên để giới hạn anh chị em. Nhưng mà tôi công bố trong buổi tối hôm nay nghe giờ này, tất cả những cái tường đó nó phải bị đánh sập ở trong giờ này trong ơn của Chúa. So if there's anybody in here right now and you feel like that you have been enclosed by walls that have restricted you, stand up right now. Nếu ở tại đây có ai trong những ngày qua cảm nhận như là có những vách tường nó vây quanh chúng ta và nó giới hạn chúng ta, nếu bạn cảm thấy điều đó, xin đứng lên tại chỗ của mình. So I'm going to get you to come out and stand beside this worship team because I believe praise is about to unlock something in this place tonight. Tôi mời các anh chị em đó xin tiến lên và đứng gần các những người ca hát, người khen ở phía trước tại đây. Vì tôi tin rằng Chúa ngài sắp sửa phá sập những cái tường thành đó trên cuộc đời của anh chị em. Cất đi những cái giới hạn. This worship team, cái ban hướng dẫn người khen này, is going to release power. Sẽ khai phóng quyền năng. That unlocks the supernatural. Sẽ mở cửa cho những điều siêu nhiên. And I'll tell you right now, walls of Jericho are coming down. Và tôi công bố nghe trong thời gian này, anh chị em cần thấy đó là những tường thành của Jericho đang sập. David said, I will not look at my circumstances, but I will look to my God. David đã nói rằng tôi không nhìn vào trong hoàn cảnh của tôi, nhưng mà tôi hướng mắt nhìn lên Chúa của tôi. And your praises cause your eyes to be lifted off your circumstances and into the supernatural realm of God's divine enablement. Và sự ngợi khen của anh chị em đã giúp đỡ đến anh chị em từ hướng mắt vào ở trong những năng đề của mình đến việc chúng ta hướng nhìn về Chúa chúng ta là nơi mà tất cả sự tiếp trợ giải cứu đến từ Chúa. So right now, even while I'm praying for this worship team, I believe that God's about to bust the walls down in your lives. Anh chị em, trong lúc tôi đang cầu nguyện cho ban hướng dẫn ngợi khen tại đây, thì tôi tin rằng những cái tường thành sẽ bị phá một cách phá tung ở trong đời sống của anh chị em. So just lift your hands toward heaven. Cho nên hãy đưa tay hướng về trời. And let the Spirit of God begin to break every shackle. Bắt đầu bẻ gãy tất cả những xiềng xích. Power goes right through you. I bust every shackle in Jesus' name. Walls are coming down. Những vách tường ngã xuống. Right now, I speak a miracle over your life and I cause walls to fall in Jesus' name. Tôi nói về phép lạ của Chúa và tất cả những tường thành ngăn trở trong đời sống của cô bị đánh hạ ngay trong thời gian này. Quyền năng của Chúa. Quyền năng của Chúa. Loose the anointing on him right now. Lord God, there it goes right now. Break every shackle. Break every wall in Jesus' mighty name. Walls come down in the name of Jesus. Những vách tường phải hạ xuống ngay trong thời gian này trong danh Chúa Giêsu. Holy Ghost. Yeah, Lord, my brother right here. Power. Power. Walls go in Jesus' name. The walls go in Jesus' name. The walls go. The walls go in Jesus' mighty name. Jericho's walls are coming down in Jesus' name. Những tường thành như của Jericho ngã xuống trên đời sống anh em ta. Limitations khỏi đời sống anh em ta. Tất cả những giới hạn. Boundaries and limitations are falling down right now, and God says, "Get ready for me to open your eyes." Tất cả những giới hạn được bẻ gãy và đánh hạ, và Chúa nói rằng, "Con hãy mở mắt ra và chuẩn bị thấy những điều ta sẽ làm trên đời sống của con." There it goes right now. The power of God just went right through you. Take it in Jesus' name. Take it in Jesus' name. Amen. Holy Ghost, let the power of God break every shackle in Jesus' name, right now. Now, these mighty men and women of God, worship team, I call you into position tonight. I call you into position to release a new sound in Jesus' name, a whole new sound. This team member, this is not singing tonight, but the whole team. Not that team. Yeah. Oh, all of the people up here. Yeah. No, not all. We still have more. Want to invite all of them. Well, let's get them up here. Tất cả những người thành viên ở trong đội ca hát người khen Chúa bằng hát dẫn xin tiến lên trong thời gian này cũng đến nhận. That's good that we get you up here because I feel God wants to commission you
Tôi cảm nhận đó là một điều tốt để tất cả các bạn có mặt ở đây. Vì Chúa ngài sắp sửa sai phái. That there is a brand new sound coming out of this place. Sẽ có những cái âm thanh mới sẽ được sáng tác và xuất hiện từ nơi chốn này. It wasn't walking around Jericho that made it fall. Anh chị em, không phải những cái bước chân của dân sự của Chúa đi vòng chung quanh thành Jericho mà khiến cho nó vách tường ngã sập. That was their obedience. Nhưng mà đó là cái sự vâng lời của họ. It was the sound of praise. Nhưng mà đó là cái sự ngợi khen, tiếng hát ngợi khen. That unshackled the foundations. Và đã phá vỡ cái nền của tường thành Jericho. And I want to say to this worship team. Và tôi muốn nói cho ban hướng dẫn người khen. Get ready what God's about to release out of your spirit. Hãy chuẩn bị cho những gì Chúa ngài sẽ khai phóng xuyên qua sự phục vụ của các em. We release it right. In fact, right now, I commission you under the Holy Ghost for a fresh sound, a sound of breakthrough. A sound of victory. Âm thanh của sự bứt phá của sự đắc thắng. Sound of a king. Sound of a king. Sound of a king in Jesus' name. Sound of a mighty anointing that busts every shackle, that releases faith. Âm thanh của sự bứt phá của sự sức giàu sẽ đánh hạ tất cả những tường thành. Flood through your spirit, unlocks the supernatural in this place in Jesus' name. Holy Ghost, right now, there it goes right through you, the power of God's unlocking miracles in your life right now. Jesus' name, receive it, man, right where you are. The bush, Holy Ghost anointing right now. Holy Ghost anointing. Brother, get ready for what God in your faithfulness God says. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những gì Chúa nghe lời. I now release the fire of God on you afresh right now. Jesus' mighty name. Church member, they break the limitation. Well, I'll tell you what, those limitations we're praying for tonight, those boundaries, gone in Jesus' name. Tất cả những ngăn trở giới hạn ra khỏi đời sống của chị em ta ngay giờ này trong danh Chúa Giê-xu. It's a miracle for you tonight, a miracle. God just phép lạ cho chị trong buổi tối hôm nay. God just healed her, I'll tell you right now. Chúa vừa mới chữa lành cho chị. Fire. God, we release the anointing right now. Chúa, chúng con khai phóng sự sức giàu của Chúa. Somebody give Jesus a hand clap. He's in this place. Rồi, dâng cho Chúa một tràng pháo tay ngợi khen Chúa trong thời gian này. Let's not waste what you've been doing for 8 months. Xin đừng phí phạm những gì các bạn đã làm trong gần 8 tháng qua. This is, I feel when I'm sitting in my seat tonight, this is no ordinary service. This is a service of your the release of God's glory in this place because of your faithfulness. Chém khi tôi ngồi ở phía trước để cùng thờ phượng với anh chị em thì tôi cảm nhận Chúa ngài báo rằng tối hôm nay không phải là một buổi nhóm bình thường của chúng ta, nhưng buổi nhóm mà sự bứt phá sẽ được khai phóng ra ở tại nơi chốn này. God's word says, "Call unto me and I will answer you." Lời của Chúa nói rằng hãy kêu cầu ta thì ta sẽ trả lời cho. Man, it's just a beautiful anointing of God here right now. Ôi sự sức giàu đặc biệt từ nơi Chúa ngay nơi chỗ này. I know you're a catcher, but come here. Tôi biết rằng em là người đang đỡ người nhưng mà hãy đến đây. Holy Spirit just said you're not just a catcher. You caught something under the anointing and never the same again. Never the same again. Em không phải chỉ là người đỡ người nhưng mà em sẽ đón nhận được một sự sức giàu từ nơi Chúa và cuộc đời của em sẽ không bao giờ như cũ nữa. Quyền năng của Chúa rót đổ trên em. Breathe on him, Holy Spirit. Chúa Thánh Linh xin thở hơi thở, phú hơi thở của ngài trên anh em con. Barriers are going right now. Barriers are going right now. Tất cả những hàng rào ngăn trở đi ra khỏi đời sống anh em này ngay giờ này. Breathe on him, Lord. Thank you, God. Thank you for these hands. Cảm ơn Chúa cho đôi tay này. Believe it right now. What you touch with those hands, God releases faith on them right now. Những gì tay của cô đụng đến, Chúa ngài sẽ chạm đến những chỗ đó. Breathe on our Lord God. Chúa xin thở, phun hơi thở của ngài vào. Spirit of God, I thank you right now. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, con cảm ơn ngài. Here it is right now. Power. Quyền năng của Chúa. Power. Quyền năng của Chúa. Now release a miracle in Jesus' name. Lạy Chúa, khai phóng phép lạ trên người chị em này ngay trong thời gian này, trong danh Chúa Giêsu. Thanks, mate. Thank you. Did I miss anybody? No. You can release them now.
I don't want to release these guys yet. chưa cho về. I reckon. Tôi thấy rằng. See, we've just celebrated Easter. Chúng ta vừa mới tạ ơn Chúa cho ngày Phục Sinh. Don't know about you, church, but my favorite time of the year is Easter. Is there anybody with me? Không phải chỉ trong hội thánh này, nhưng mà đối với tôi nữa, thời điểm của Phục Sinh là cái thời mùa mà quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. You don't sound excited enough to me. Tôi thấy anh chị em không có phấn khích đủ như tôi. Let's try the side over here. Anh chị em có vui và thấy được phước hạnh của Phục Sinh không? My favorite time of the year is Easter. Cái thời gian mà là tốt nhất mà tôi yêu thích đó là thời kỳ của những ngày Phục Sinh. That's kind of all right. Cảm ơn Chúa. Over here, my favorite time of the year is Easter. That's more like it, okay? Yeah. We have got to get excited about the resurrection. Khuyến khích anh chị em, chúng ta phải hết sức vui mừng cho Chúa của chúng ta là Chúa Phục Sinh. Which is why I wanted to keep you guys here. Đó là lý do mà tôi giữ các anh chị em trong ban hát ở trên đây. When I'm praying for you tonight, I saw you leading people into the throne room. Tôi trong lúc cầu nguyện và ngợi khen tối hôm nay thì tôi thấy các bạn đã dắt người ta đi vào ở trong ngôi ân phước của Chúa. Now I'm going to tell you, church, there are miracles in the throne room. Tôi muốn nói với anh chị em rằng có phép lạ của Chúa ở tại ngôi ân phước của Chúa. Anybody been in there lately? Có bao nhiêu người tại đây đã vào trong ngôi ân phước của Chúa trong những ngày qua? Like, hey, I spent 2 hours on my face the other night in the presence of God. I could not stand. I could not look up. I could not move. The power of God pinned me to the floor. Tôi đã dành 2 giờ đồng hồ trong mấy ngày trước. Ở trong sự hiện diện của Chúa, tôi không nhúc nhích được, tôi không đứng dậy được, không ngước đầu lên được. Và sự hiện diện của Chúa đè nặng ở trên tôi nằm ở trên mặt đất. And I got carted into the throne room. Và tôi đã được Chúa Ngài đem vào trong ngôi ân phước của Ngài. And I want to tell you there's some power in the throne room. Và tôi muốn nhắc cho anh chị em rằng có quyền năng của Chúa tại ngôi ân phước của Chúa. Well, Jesus was crucified. Trong lúc Chúa Giêsu Ngài chịu đóng đinh. 2000 years ago. 2000 năm về trước. About 2 weeks ago. Thì chúng ta thấy rằng khoảng 2 tuần trước. On Friday. Ở trong ngày thứ sáu. We call it Good Friday. I don't know what that's about. Chúng ta gọi là thứ sáu tốt lành. But I want to tell you that 3 days later he rose from the dead. Nhưng mà tôi nhắc anh chị em là ngày thứ ba thì Chúa Ngài đã sống lại. Thousands of tourists across the planet. Và chúng ta thấy rằng có rất là nhiều những người đi travel all the way to Jerusalem. Họ đã đi qua thành phố Jerusalem. Travel all the way to Jerusalem. Họ đi đến thành phố Jerusalem to see the greatest tourist attraction on earth. Để xem một cái điều thu hút du khách khắp nơi trên thế giới này. And there ain't nothing there. Thì đến đó họ không có cái gì ở trong cái chỗ đó. Because he is risen. Bởi vì Chúa Giêsu chúng ta sống lại. Ngôi mộ của Ngài là ngôi mộ trống. And we barely get excited about it. Và chúng ta thì chưa có gọi là vui mừng đủ. But do you know we were trapped in our sin? Anh chị em có biết rằng khi chúng ta bị trói buộc ở trong tội lỗi của mình, we were lost in our shame. Chúng ta bị lạc mất ở trong cái sự xấu hổ của chúng ta. And we could never approach the throne of God. Và chúng ta không thể nào có thể đến trước ngôi ân phước của Chúa được. Once a year. Nhưng mà mỗi năm một lần. After all the sacrifices of bulls and goats and lambs. Cho tất cả những sự hy sinh các của lễ dâng của chiên bò dâng lên cho Chúa những của lễ. One priest could go in once a year. Và chỉ có thầy tế lễ thường phẩm một người thôi có thể đi vào trong nơi chí thánh mỗi năm một lần. To the Holy of Holies. Đến vào nơi chí thánh. Then Jesus died on the cross. Nhưng mà rồi khi Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. His body was ripped apart. Thân thể của Chúa bị đánh rách nát. And the veil was torn in two. Rồi chúng ta thấy rằng cái phước hạnh đó là bức màn ở trong đền thờ đã xé ra làm đôi. And a lot of people tell me it's so that we can get into the Holy of Holies. Để rồi chúng ta có thể đi vào trong nơi chí thánh. But I saw a vision the other night. Nhưng mà tôi thấy một cái khải tượng trong mấy ngày qua. And God said to me, the veil's been torn. Chúa Ngài cho tôi thấy rằng cái màn nó được xé ra làm hai. And I'm coming out of the Holy of Holies and I'm going to join with my people. Để ta sẽ bước ra khỏi cái nơi chí thánh để ta cùng
ở giữa con dân của ta. And right now tonight we can enjoy the holy presence of God in a meeting just like this. Để rồi ngay trong buổi tối hôm nay chúng ta có thể vui hưởng sự hiện diện của He Chúa deserves some trong praise. Buổi nhóm như thế này. Hãy dâng cho Chúa sự ngợi khen anh chị em. It's the greatest plan that earth has ever seen. Anh chị em, đó là cái phước hạnh lớn nhất mà thế giới này có thể thấy được. And I want to tell you right now, you guys are about to bring a brand new sound. Và tôi muốn nhắc anh chị em ở tại đây, đó là anh chị em đang chuẩn bị để đưa vào thế giới này sự ngợi khen, một âm thanh mới. Because God is presenting himself in the middle of your worship. Bởi vì Chúa ngài bày tỏ chính mình ngài ở giữa sự ngợi khen của các bạn. And I want to say, get ready for people to come under the glory of God. Tôi nói với các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì người ta sẽ được ở dưới cái sự vinh quang của Chúa. Get ready for miracles to happen as you sing. Hãy chuẩn bị để phép lạ xảy ra trong lúc em hát. Out of your mouth is going to flow rivers of living water like out of the throne room. Ra từ miệng của em sẽ là những dòng sông phước hạnh của Chúa chảy ra từ ngôi ân phước. As you guys sing and play your instruments. Và trong lúc các bạn hát, trong lúc các bạn chơi những nhạc cụ. Power of God is going to bring conviction and unlock sin and set the captives free. Thì quyền năng của Chúa sẽ đổ xuống và những kẻ bị phu tù sẽ được giải phóng, được tự do. So why don't you lift your hands one more time, this creative team. Tất cả các bạn xin đưa tay hướng về Chúa một lần nữa. Holy Ghost, I release the incredible power of the anointing. Lạy Chúa, con khai phóng quyền năng của sự sức giàu lớn lao của Ngài. That brings revelation. Đem đến sự mặc khải. Breakthrough. Và sự bứt phá, healing, chữa lành, and truth. Và in Jesus' name, Chúa, let it flow right now. Let it flow, let it flow. Let the power of the Holy Ghost flow on them, Lord. I release it on you right now in Jesus' mighty name. God, let there be such an anointing that flows that it brings rivers of living water in Jesus' name. Rivers of living water in Jesus' name. I loose it on His Spirit right now. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Come on, church, let's give Him a praise for that right now. Chúng ta dâng cho Chúa một tràng pháo tay. Cảm ơn Chúa. Now that was a bit of an interruption to where we were going. Xin lỗi anh chị em là có cái sự xen vào của công việc của Chúa tại đây. You can call that a divine interruption, okay? Anh chị em có thể gọi đó là một sự can thiệp của Chúa. But I do want to say, and I did want to say earlier, what a privilege it is for me. Tôi muốn tiếp tục điều mà tôi định nói khi nãy, đó là thật là một cái đặc ân cho tôi. To be in Houston with some of my favorite people on the earth. Để có mặt tại Houston này, để có thể gặp gỡ những người mà tôi gọi là những người tốt đẹp nhất ở trên thế giới này. So a huge thank you to Dr. Khan and Jennifer. Where's Jennifer? Và cho nên có một cái lời cảm ơn lớn cho Mục sư Khánh cũng như là bà Jennifer. Especially for having me in their house. Nhất là họ mời tôi ở tại nhà của họ. You guys are looking after me so well. It's a privilege to be here. Và anh chị em đã chăm sóc chúng tôi một cách rất là đặc biệt. Cho nên thật là một cái đặc ân cho chúng tôi có mặt tại đây. Thank you to Julianne for organizing everything for me coming here. Cảm ơn cô Julianne đã giúp đỡ để phối trí tất cả những công việc để tôi có mặt tại đây. Let's always make a decision in our lives. Hãy cùng nhau làm một cái quyết định trong cuộc đời của chúng ta. That we will never go through the motions. Đó là chúng ta sẽ không làm công việc bởi vì lấy lệ. I find that Christianity is very easy to go through the motions without welcoming the power of the Holy Ghost. Tôi thấy rằng Cơ Đốc giáo của chúng ta rất dễ để chúng ta trở nên những cái người làm việc lấy lệ, thay vì chúng ta thật sự hoan nghênh sự hiện diện của Chúa đến với chúng ta trong mỗi buổi nhóm. We need miracles in our lives. Chúng ta cần phép lạ trong cuộc đời của chúng ta, phải không? We're a people of faith. Chúng ta là những con người của đức tin. Who carry an anointing of the Holy Ghost. Và chúng ta mang sự sức giàu của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của chúng ta. So one of the great keys is to be grateful. Cho nên một trong những cái chìa khóa quan trọng cho chúng ta tiếp tục bước đi trong sự sức giàu của Chúa, đó là lòng biết ơn. We forget to be grateful. Chúng ta rất là dễ để trở nên những người vô ơn. Man, Jesus took my sin away at Calvary. Oh, Chúa Giêsu ngài đã cất lấy tội lỗi của tôi ở tại đồi Golgotha. I'm the happiest person on earth. Đáng lý tôi phải là cái người vui vẻ nhất ở trên thế giới này. Because Jesus set me free of all the guilt, the shame. Bởi vì Chúa Giêsu ngài đã cất đi khỏi đời sống của tôi những cái mặc cảm tội lỗi và những cái xấu hổ. I left it all behind. Tôi đã bỏ lại phía sau. And I'm more in love with Jesus today than ever before. Và bây giờ thì tôi yêu Chúa càng hơn như chưa bao giờ yêu ngài trước đây.
We can never lose our passion or our fire to be in love with Jesus. Anh chị em, chúng ta không thể nào bỏ đi cái lòng nhiệt thành cũng như tấm lòng của chúng ta để chúng ta tiếp tục yêu Chúa trong cuộc đời chúng ta. That's why Jesus said, đó là lý do Chúa Giêsu phán, come to me and drink, hãy đến cùng ta mà uống, of the everlasting water, sông nước sống này, nước sống này. Have you had a drink lately? Các bạn có từng uống nước sống của Chúa chưa? Have you had a drink lately? Các bạn có uống nước sống của Chúa chưa? Like Jesus never said, come to me and think. Chúa Giêsu không có nói rằng hãy đến cùng ta rồi ngồi đó suy nghĩ, đắn đo. He said, come and drink. Nhưng mà Chúa bảo rằng hãy đến cùng ta mà uống. There's a big difference between our intellect and our heart. Có một sự khác biệt lớn giữa cái điều lý trí của chúng ta và tấm lòng của chúng ta. We cannot live excited about Jesus if it's just all in our intellect. Chúng ta sẽ không vui mừng đi theo Chúa của chúng ta nếu tất cả những gì chúng ta có chỉ là lý trí ở trong đầu của chúng ta. We've got to allow Jesus to set our hearts on fire. Và chúng ta cần phải để cho Chúa Giêsu Ngài làm cho lòng của chúng ta bốc cháy. It's called passion. Điều đó gọi là một lòng nhiệt thành. And I am passionately in love with Jesus. Và tôi là nhiệt thành yêu Chúa Giêsu của tôi. Nothing else will change your life, friend. Không có gì có thể thay đổi đời sống của bạn đâu. Nothing else will set you on fire. Không có điều gì khác có thể làm cho bạn trở nên những người bốc cháy cho Chúa. If I have a verse for you tonight. Nếu tôi có một câu kinh thánh cho các bạn tối hôm nay. Because I know you guys like the Bible. Vì tôi biết là anh chị em rất là thích học kinh thánh. I'm like Moses these days. Tôi giống như Môi-se trong những ngày này. I've got my Bible on a tablet. Tôi có tờ kinh thánh ở trên bảng. So I want to take you to Hebrews chapter 12 and verse 2. Tôi xin mời anh chị em cùng mở ra với tôi ở trong thư Hebrew chương 12 câu số 2. Just in case you're taking notes. Trong ngọc các anh chị em ghi chép. Hebrews chapter 12 and verse 2. Yell out when you've got it. Anh chị em hãy mở và nghe thánh đó và nếu có nói Amen. It simply says this. Lời của Chúa nói như thế này. Looking unto Jesus. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Anybody here got their eyes on Jesus? Có ai mắt đang nhìn xem Chúa Giêsu ở đây không? Come on, looking unto Jesus. Anh chị em hãy nhìn xem Chúa Giêsu. The author and the finisher. Đó là đấng đã thành lập cái đức tin của chúng ta, đấng bắt đầu khởi nguyên của đức tin của chúng ta. In other words, he's the Alpha and Omega. Có nghĩa là Ngài là cội rễ và là cuối cùng của đức tin của chúng ta. He's the start and the finish. Ngài là bắt đầu và Ngài là đấng thành toàn of your faith. Của đức tin của chúng ta. So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hãy nhìn xem Đức Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Who for the joy set before him. Tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Endured the cross. Đã chịu lấy thập tự giá. Despising its shame. Khinh điều sỉ nhục. And has sat down at the right hand of the Father. Và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Let's give Jesus a praise for that. Anh chị em, chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa Giêsu của chúng ta cho điều đó. And my message tonight is very simple. Cái sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay rất là đơn giản. A lot of people are looking at the circumstances of our world right now. Rất là nhiều người đã chăm chú theo dõi những cái điều khó khăn ở trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay. And I don't know about you, but our world is very dark in New Zealand. Tôi không biết anh chị em ở tại Hoa Kỳ này như thế nào. Nhưng mà thế giới của chúng tôi tại New Zealand thì đang rất là tối. Our economy has fallen to pieces. Cái nền kinh tế của chúng tôi đang rã rời. Our country is in recession. Đất nước của chúng tôi đang ở trong cái tình trạng suy thoái của kinh tế. The world's gone crazy. Thế giới của chúng ta đang nổi loạn và điên cuồng. Many are being deceived. Có rất là nhiều người đã bị phỉnh gạt, lừa dối. People are running to and fro. Người ta chạy đi chạy lại. With no idea of what the truth is. Họ không biết lẽ thật là gì. And if ever there's a time right now, you need to fix your eyes on Jesus. Nếu có một cái lúc nào thì đây chính là lúc mà chúng ta phải tập chú nhìn xem Đức Chúa Giêsu của chúng ta. And the greatest advice Paul could have ever given our generation is fixing your eyes on Jesus. Nếu có thể nói có một lời khuyên nào mà tốt nhất sứ đồ Phaolô có thể cho thế hệ của chúng ta hiện tại đó là hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu. And I want to encourage you tonight, stop looking at the world news, stop looking at what the world is doing, and let's look on Jesus again. Tôi khuyến khích anh chị em buổi tối hôm nay là nhìn những gì của tin tức, của thế giới của chúng ta, nhưng mà hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Amen. Don't get too excited about it.
Yeah. Looking unto Jesus is the most exciting world you will ever live in. Tôi thấy anh chị em chưa có phấn khích đủ cho nên cho tôi nhắc lại cái điều này. Nhìn xem Chúa Giêsu là điều phấn khích nhất, tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta. When we begin to look at everything else, we lose our passion. Khi chúng ta nhìn qua nhìn lại những thứ khác, chúng ta sẽ đánh mất cái lòng nhiệt thành của chúng ta cho Chúa. So, for example, I refuse to look at the television. Nên, ví dụ, cá nhân tôi thì tôi quyết định là không có xem TV. Anybody else? Có ai tại đây có quyết định đó không? I refuse to waste my life looking at the television and become discouraged in my spirit. Tôi quyết định là khước từ cái việc xem tin tức rồi làm cho tấm lòng của mình nó bị chùng xuống. All I want to look at is the Word of God. Nhưng mà tất cả những gì tôi làm ở trong lúc này đó là tập trung nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Because it's the truth that'll set you free. Bởi vì lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta được tự do. And if the truth sets me free, it sets everybody free. Nếu là lẽ thật của Chúa giải phóng tôi được tự do thì cũng giải phóng tất cả chúng ta được tự do. Because when I turn up, I'm like a contagious disease. Và anh chị em khi tôi đến thì tôi đến với Chúa như là một cái người bị cái bệnh hay lây. You catch the fire that I've got burning in my spirit. Bởi vì anh chị em sẽ bị lây nhiễm cái điều mà tôi có ở trong tâm linh của tôi. So I believe. Cho nên tôi tin rằng that it's better caught than it is taught. Cho nên rất là quan trọng là anh chị em được lây nhiễm hơn là chúng ta chỉ được dạy về lời Chúa mà thôi. We try to teach people how to live by faith. Anh chị em chúng tôi đang muốn dạy cho con cái của Chúa sống bởi đức tin. But the reality is you catch it in the spirit realm. Nhưng mà anh chị em, cái lẽ thật đó là không phải chúng ta được dạy, nhưng mà chúng ta nhận được ở trong linh giới. So I want you to shift your receiving dish tonight. Nên tối hôm nay tôi bảo anh chị em là hãy đổi cái anten, cái đĩa của chúng ta để chúng ta chăm chú lắng vào Chúa. And get ready to tune in to the God of all creation. Có thể chỉnh đài vào đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật. That fills you with joy. Sẽ làm cho anh chị em đầy sự vui mừng. And makes you an overcomer. Và khiến cho anh chị em trở nên những người đắc thắng. We are of no use on earth if we are like everybody else. Anh chị em, chúng ta không ích lợi gì cho thế giới này nếu chúng ta cũng giống như họ. Uh-huh. We have got to catch the fire again. Chúng ta cần phải nắm bắt và đón nhận lửa của Chúa một lần nữa. You've had 8 months of revival meetings here. Anh chị em đã có gần 8 tháng của các buổi nhóm phục hưng ở tại đây. My prayer is that you go into your world and you make it change. Và lời cầu nguyện của tôi rằng bây giờ anh chị em phải đi vào trong thế giới của mình và làm những người biến đổi thế giới của mình. That the world is different because of you. Là thế giới này sẽ được tốt đẹp hơn bởi vì sự có mặt của anh chị that em. That you represent Jesus right here on earth. Đó là anh chị em là những người đại diện Chúa tại thế gian này. Just before I came here last week. Trước khi tôi đến đây với anh chị em ở trong tuần rồi trước khi chúng tôi đến đây. I went down to the local shopping center. Tôi đi xuống một cái nơi mua sắm. And I was walking through a department store. Và tôi đi vào trong một cái cửa tiệm. And as I was walking through the store, và trong lúc tôi đi ở trong cái cửa tiệm này, I started to think how good God has been in my life. Thì tôi bắt đầu nghĩ đến Chúa tốt lành trong đời sống của tôi như thế nào. The goodness of God. Cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Through all the pain. Qua những cái đau đớn. Through all the discouragement. Qua những cái lúc mà tôi cảm thấy bị mất tinh thần cũng như là chùn bước. When I was paralyzed from the neck down. Khi tôi bị gãy cổ và đã bị liệt từ cổ xuống cho đến ngón chân. When my son was tragically killed one day driving home from work. Khi con trai của tôi thì trên đường về nhà từ sở làm thì bị tai nạn xe và chết ngay tức khắc. And I was thinking of all this as I was walking through the shopping center. Trong lúc tôi đi lại trong cái khu mua sắm này thì tôi nghĩ đến những tư tưởng, những cái sự suy nghĩ này. And I started to think, God, you are so, so good. Thì tôi liền công bố rằng Chúa ơi, Chúa thật, thật, thật tốt lành với con. Because through it all, vì qua tất cả những điều đó, I'm still here. Tôi vẫn còn ở đây hầu việc Chúa. I'm still holding on to the truth. Tôi vẫn còn nắm chặt lấy chân lý của Chúa. I'm still declaring that Jesus is the answer. Tôi vẫn công bố Chúa Giêsu chính là câu trả lời cho mọi nan đề.
I've never let my eyes get distracted. Tôi không để cho ánh nhìn của tôi, ánh mắt của tôi bị chi phối. But I'm still fixing my eyes on Jesus, the author and finisher of my faith. Tôi vẫn chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu, chúng tôi là đấng là tác giả cũng là đấng thành toàn đức tin của tôi. And we need a group of people. Và chúng ta cần một nhóm người who are not affected by their circumstances. Không có bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh của mình. Who are not pinned down by the devil's attack in their life. Không có bị đè nặng bởi những sự tấn công của ma quỷ trên đời sống của họ. But we rise again because our victory is in the blood of Jesus Christ. Nhưng mà chúng ta trỗi dậy để chúng ta vùng dậy bởi vì sự đắc thắng của chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu. Because greater is he that is in me. Bởi vì thật là lớn thay cho đấng ở trong tôi. Than he that is in the world. Hơn những kẻ trong thế gian này. I said greater is he that is in me. Tôi nói rằng vĩ đại thay đấng ở trong than tôi. He that is in the world. Ngài lớn hơn những kẻ trong thế gian này. We have got to catch the fire of God afresh in our lives. Anh chị em, chúng ta cần phải nắm bắt và đón nhận lửa tươi mới của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. So I'm walking through the shopping center saying, "Thank you, Jesus." Và tôi đi trong cái khu mua sắm và miệng tôi cứ nói, "Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa thật là tốt lành trong đời sống của con." Thank you, God. Cảm ơn Đức Chúa Trời. That when the enemy came to take me down. Đó là khi kẻ thù đến để đè nặng con. I rose up in the strength of the Holy Ghost. Thì con đã đứng dậy ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh. And I'm walking through the shopping center. Và trong lúc tôi đi lại trong khu mua sắm. And no doubt I looked happy. Thì chắc chắn là người ta nhìn thì thấy tôi rất là vui. And there was one lady walking toward me. Có một người phụ nữ đi về hướng ngược lại của tôi. And as she was walking toward me, thì khi người này đi ngược chiều và đi về hướng tôi, she recognized something on my life. Thì bà nhìn có một cái gì đó đặc biệt trên đời sống của tôi. Because when you are a worshipper, vì khi anh chị em là những người thờ phượng Chúa trong lối sống của mình, when you put on the garment of praise for the spirit of heaviness, khi anh chị em mặc áo của sự ngợi khen thay vì lòng nặng nề, it becomes noticeable in your world. Thì thế giới sẽ nhìn và nhận diện anh chị em. And this woman, người phụ nữ này, who was in a bad way, đang ở trong một cái chỗ rất là khó khăn, depression trying to grip her, và cái trầm cảm nó muốn giết bà. She walked straight up to me. Bà đi thẳng đến tôi. And she said, "What is it about you?" Bà nói rằng có gì lạ với ông vậy? And the only answer I could think to give her, it must be Jesus. Thì câu trả lời duy nhất mà tôi trả lời với bà đó là chắc là Chúa Giêsu thôi. And I have never seen her before in my life. Tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ này. And she said, "Can you please tell me what's different about you?" Thì bà nói rằng xin làm ơn chỉ cho tôi biết cái điều gì đặc biệt ở trong đời sống ông như vậy. And there was a little cafe nearby. Thì có một cái quán cà phê ở gần đó. And we went and sat down in the cafe. Và chúng tôi ngồi vào bàn. And I told her how Jesus changed my life. Và tôi kể cho bà làm chứng lại thế nào Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời của tôi. That Sunday, sáng Chủ nhật đó, 2 weeks ago, tức là 2 tuần trước, she was in church, bà đã đến nhà thờ của chúng tôi nhóm, the following Sunday, tuần sau, and gave her life to Jesus. Đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa. And her depression has gone. Và anh chị em, trầm cảm nó đã rời khỏi bà. We are the answer to a hurting world. Anh chị em, chúng ta là câu trả lời cho cái thế giới đang đau khổ này. So when we're in a revival meeting, cho nên khi chúng ta ở trong những buổi nhóm phục hưng, I expect to go away a little revived. Tôi mong đợi rằng khi chúng ta rời buổi nhóm, chúng ta được Chúa ngài làm cho chúng ta được phục hưng phải không? So I want you to catch something tonight. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em nắm bắt được một điều gì đó trong tối hôm nay. Don't be scared of like a lot of people are scared of the devil. Đừng có sợ Đức Thánh Linh giống như người ta sợ ma. Don't be scared of the devil. He should be scared of you. Anh chị em đừng có sợ ma, sợ quỷ vì đáng lý ra nó phải sợ chúng ta. People say to me, "Be careful what you say, Don. The devil might get you." Thì có nhiều người họ khuyên tôi là phải cẩn thận về lời nói của mình, coi chừng ma quỷ nó tấn công anh đó. No, Jesus already got him when he was crucified. Jesus got the devil and snatched the keys out of his hand. He has no power any longer. Bởi vì Chúa của chúng ta đã thắng nó rồi. Ở tại thập tự giá, Ngài đã đắc thắng Satan và Ngài đã lấy cái chìa khóa ra khỏi tay của nó, và Chúa của chúng ta đã đắc thắng. That's why we're looking to Jesus. Đó lý do tại sao chúng ta chăm nhìn Chúa Giêsu của chúng ta. When he was crucified, khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, they thought it was over. Họ nghĩ rằng, ôi, xong đời rồi. The devil thought it was over. Kẻ thù là ma quỷ nghĩ rằng xong đời Chúa Giêsu rồi.
The devil thought he had won a great victory the day Jesus was crucified. Nhưng mà không ngờ rằng cái ngày mà nó đóng đinh Chúa Giêsu vào thập tự giá đó, thì đó là cái ngày vĩ đại và đắc thắng nhất của Chúa chúng ta. I don't know how your mind works. Tôi không biết là tâm trí của anh chị em nó hoạt động như thế nào. But I've got kind of a creative mind. Nhưng mà tôi thì có một óc rất là sáng tạo. And I remember when I got born again. Tôi nhớ khi tôi được tái sinh. And on the first Easter I ever went to. Thì cái buổi nhóm phục sinh đầu tiên mà tôi đi tham dự. And they put on the movie about Jesus being crucified. Và họ đã chiếu cho một cái đoạn phim Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá. And when they put him in the tomb. Và khi họ đặt xác của Ngài vào trong mộ. And that night I went home. Tối hôm đó tôi đi về. And I had a dream. Tôi có một giấc mơ. That when Jesus got put in the tomb. Đó là khi Chúa Giêsu được đặt vào xác của Ngài được đặt vào trong mộ. The devil took him down to hell. Thì ma quỷ đã đem Chúa Giêsu xuống địa ngục. And he had him laying there dead on a slab in hell. Và nó đặt Đức Chúa Giêsu nằm ở trên một cái tảng đá ở trong địa ngục. Because the Bible says he was dead for 3 days. Vì Kinh Thánh nói rằng Ngài xuống đó trong 3 ngày. And that he descended into the depths of the earth. Ngài đã xuống với lòng của đất. And I reckon the devil was having a party. Và tôi nghĩ rằng lúc đó Satan nó mở dancing around and celebrating. Và nó nhảy múa để vui mừng vì đã giết được Chúa Giêsu. Because he thought he won the victory. Nó nghĩ rằng nó đã thắng. But then all of a sudden on the third day of that party. Nhưng mà thình lình ngày thứ ba thì cái buổi tiệc đó đã bị. Jesus jumped up off that slab and came alive in Jesus name. Chúa Giêsu đã nhảy ra khỏi cái bàn đá đó và Ngài đã sống lại phục sinh một cách khải hoàn. He got up and he went over and he took that devil down in Jesus name. Và Chúa Giêsu Ngài đã đến và chấn cổ Satan xuống. That's why the devil is defeated. Đó là lý do mà chúng ta biết lời của Chúa cho chúng ta biết Satan đã bị đánh bại. He snatched the keys. The Bible says he took the keys out of the devil's hand. Kinh Thánh nói rằng Chúa đã lấy cái chìa khóa ra khỏi tay của Satan. And unlocked you and I from every chain that held us in bondage. Và đã mở khóa tất cả những xiềng xích trong đời sống của anh chị em. So mà anh chị em đã bị cầm buộc. We are free in Jesus name. Nên chúng ta là những người tự do ở trong danh Chúa Giêsu. That's why I have no fear. Đó lý do mà tôi không có một chút sợ hãi nào. Zero fear. Không có một chút sợ hãi nào. When COVID came, khi mà COVID đến, many Christians very fearful. Nhiều Cơ Đốc nhân trở nên rất lo sợ. But I thought, nhưng mà tôi nghĩ, greater is he that's in me. Đấng ở trong tôi lớn lao vĩ đại như vậy. Than he that's in the world. Cả những cái kẻ ở trong thế gian này. I thought the worst that could happen. Tôi nghĩ rằng cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. That I go to heaven. Đó là tôi sẽ lên thiên đàng với Chúa nếu tôi chết sớm. I've never had COVID. Tôi không có bị nhiễm COVID. Because I've got the power of the Holy Ghost on the inside of me. Bởi vì tôi có quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong tôi. Because greater is he that's in me. Bởi vì đấng ở trong tôi là lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Be very careful what you confess. Anh chị em rất là quan trọng cho những lời miệng chúng ta nói. Death and life are in the power of your tongue. Sự sống sự chết nằm ở cái quyền của nó, nằm ở trong cái lưỡi của chúng ta. A lot of believers don't realize that. Nhiều Cơ Đốc nhân không nhận biết điều này. Your tomorrow, cái tương lai của anh chị em, ngày mai của anh chị em, is what you're confessing right now. Nó tùy thuộc vào những gì miệng anh chị em công bố ngay bây giờ. Because death and life are in the power of your speech. Bởi vì sự sống sự chết do cái quyền của lưỡi mà chúng ta nói. That's why I'm looking unto Jesus. Đó lý do mà tôi chăm nhìn vào Chúa Giêsu. Not looking at my world. Tôi không có nhìn vào thế gian này, thế giới này. We've got to refix our eyes on Jesus. Chúng ta cần phải tập trung lại mắt chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu một lần nữa. He is the author and the finisher of our tomorrow. Ngài chính là tác giả cũng là đấng thanh toàn ngày mai của chúng ta, tương lai của chúng ta. And God wants you to live in victory in your tomorrow. Và Chúa muốn anh chị em sống đắc thắng cho ngày mai, cho tương lai của anh chị em. Everywhere we go. Bất cứ nơi nào chúng ta đi. We carry the presence of God. Chúng ta mang sự hiện diện của Chúa đi với chúng ta. But if we get distracted. Nhưng mà nếu chúng ta bị chi phối. And we start looking at our circumstances. Và chúng ta bắt đầu nhìn vào hoàn cảnh của chúng ta. We need to get our eyes back on Jesus. Chúng ta cần phải trở lại tập trung vào Chúa Giêsu của chúng ta. So we don't get defeated. Để chúng ta không bị chi phối. Hallelujah. Hallelujah. I'm just telling you right now, we've got to get back to Jesus. Tôi nhắc nhở anh chị em ngay bây giờ, chúng ta phải trở lại
nhìn xem Đức Chúa Giêsu chúng ta, tập trung vào Ngài. Do you know when I got born again? Chẳng có biết khi tôi được tái sanh. I was 25 years old. Lúc đó tôi 25 tuổi. And they told me there was a prayer meeting happening. Thì họ kể cho tôi nghe rằng có một buổi cầu nguyện. I had no idea what a prayer meeting was. Lúc bây giờ tôi không có một ý tưởng nào, chưa bao giờ biết về một cái buổi cầu nguyện. But I turned up. Nhưng mà tôi đi tham dự. And power came on my life that night. Và quyền năng của Chúa đã chạm đến cuộc đời của tôi trong tối hôm đó. 2 weeks later. Hai tuần lễ sau. I walked into my home. Tôi bước vào nhà của tôi. And I said to my wife Julia. Tôi nói với nhà tôi Julia. We're never watching TV again. Chúng ta sẽ không bao giờ xem TV nữa. And we grabbed the TV. Và chúng tôi đã ôm cái TV. We carry it out on the front lawn. Chúng tôi đem ra sân trước của nhà. Put it out on the lawn. Chúng tôi để xuống cỏ. Then we went back inside. Rồi chúng tôi đi vào bên trong. Got all our alcohol we used to drink. Tất cả những cái rượu mạnh mà chúng tôi đã từng uống. Carried it out. Đem ra. Tipped it all over the TV. Đổ lên trên cái TV. Then we went back inside. Rồi chúng tôi trở vào bên trong. Got all the magazines we used to look at. Rồi tất cả những cái báo chí lõa thể mà chúng tôi đã từng xem. Brought them out and put them on top of the TV. Chúng tôi đem ra và chúng tôi chất ở trên cái TV. Then I got the kids. Rồi chúng tôi kêu các con của tôi đi ra. And I gave them some bricks. Và chúng tôi đưa cho chúng những cái viên gạch. And we threw the bricks at the TV. Và chúng tôi ném vào trong cái TV. And then I got a match. Và rồi thì tôi lấy một cái viên quẹt. And threw it at the TV. Tôi quẹt nó xong tôi ném vào trong cái TV đó. And where the alcohol was. Và bởi vì những cái rượu mạnh đó. The TV burst into flames. Thì cái TV của chúng tôi đã bốc cháy lên. Hallelujah. Hallelujah. My neighbors were looking out the window. Mấy người láng giềng của tôi nhìn ra cửa sổ, mắt của họ tròn xoe như thế này. Thinking we gone crazy. Họ nói mấy người này điên rồi. We burned our TV. Chúng tôi đốt cái TV của mình. We burned our alcohol. Chúng tôi đốt đi hết tất cả rượu mạnh. We burned those stupid magazines. Chúng tôi đã đốt hết tất cả những cái báo chí ngu muội đó. And I hadn't even read about Elijah and the altar yet. Và tôi chưa bao giờ đọc về cuộc đời của tiên tri Eli trong Cựu Ước. Where Elijah built an altar. Khi tiên tri Eli xây dựng một cái đền thờ, một cái bàn thờ. And he challenged the people. Ông đã thách thức các tiên tri của ba anh. Who will you serve? Và dân sự của Chúa đó là các ngươi sẽ thờ phượng ai? I want a God who answers by fire. Tôi có câu trả lời rồi. I tell you, when that TV went up in flames. Anh chị em, cái ngày hôm đó, khi TV của tôi nó bốc cháy như vậy. The happiest day of my life. Đó là cái ngày vui mừng nhất trong cuộc đời của tôi. I'm no longer influenced by the world. Tôi không còn bị ảnh hưởng bởi thế giới này. I'm influenced by the power of a God who brings fire. Tôi được ảnh hưởng bởi quyền năng của Đấng đã đổ lửa từ trời xuống. Too many people. Có rất là nhiều người. More interested in the world. Họ lại quan tâm và thích thú cho những việc của trần gian này hơn là. We are distracted from the power of a God of fire. Rồi chúng ta bị chi phối khỏi Chúa, quyền năng của chúng ta là Đấng trả lời bằng lửa từ trời. I need a God who answers by fire. Có bao nhiêu người chúng ta tin Đức Chúa Trời có thể đáp lời bằng lửa từ trời xuống? I don't know about you, I need some fire in my life. Tôi biết anh chị em sao, nhưng mà tôi cần lửa của Chúa lại cháy trong cuộc đời của tôi. I love the fire of God. Tôi rất là yêu thích lửa của Đức Chúa Trời. I love it when Moses is walking down the road with some sheep behind him. Rất là thích để nói đến câu chuyện Môi-se, ông đi và dắt một bầy chiên phải sau lưng mình. And he sees a bush burning. Ông thấy một bụi gai cháy. And it causes him to be distracted from his world. Và khiến cho ông bị chi phối khỏi cái thế giới của ông đang sống, cái nghề ông đang làm. There's a fiery presence of God in this meeting tonight. Anh chị em, có lửa của sự hiện diện của Chúa có mặt tại đây trong buổi tối hôm nay. And God wants to pull us away from the things that distract us. Chúa ngài muốn kéo chúng ta ra khỏi những điều đang chi phối chúng ta. And get us refocused on Jesus. Để giúp cho tất cả chúng ta lại tập trung vào Chúa Giêsu của chúng ta. On His fire. Và lửa của ngài. And on His presence. Và sự hiện diện của ngài. See, God was in the bush. Anh chị em, Chúa có mặt ở trong bụi gai cháy hôm đó. Bushes don't burn and not disappear. Anh chị em, bụi gai cháy thì nó không có thể nào mà nó không tàn được. If the bush was on fire, the bush would not be here anymore. Nếu mà cái bụi gai đó mà nó cháy thì nó không còn ngày hôm nay. But God is an everlasting fire. Nhưng mà Chúa của chúng ta là lửa hằng còn đời đời.
And he's here tonight to light a spark in your life. Ngài có mặt ở tại đây vào tối hôm nay, Ngài sẽ mồi lửa lại trên đời sống của anh chị em. That will change your world. Để cho anh chị em sẽ thay đổi thế giới này. And you can walk in the joy of the Lord is your strength. Và anh chị em có thể bước đi trong sự vui mừng của Chúa và chính là sức mạnh của anh em. Why? Because he heals you, he delivers you, he sets you free. Tại sao? Vì Ngài chữa lành cho anh chị em, Ngài tha thứ cho anh chị em và Ngài đã khai phóng, giải phóng lên anh chị em được tự do. And he has, he's the solution to every question you have. Và Ngài chính là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của anh chị em. When I go to visit my neurosurgeon, khi tôi đi và gặp cái vị bác sĩ chuyên về thần kinh đã từng giúp đỡ cho tôi. Because remember, I had a broken neck. I could nothing would move. Anh chị em nhớ là tôi đã từng bị tai nạn xe và tôi đã bị gãy cổ và người tôi không có nhúc nhích được. For 8 months, as long as you've been having these revival meetings, I was paralyzed on a bed. Trong 8 tháng, giống như là từ lúc anh chị em bắt đầu chương trình cầu nguyện phục hưng cho đến bây giờ, thì tôi nằm yên trên giường, từ cổ xuống tôi không nhúc nhích được. But the God who answers by fire. Nhưng mà Đức Chúa Trời đấng trả lời bằng lửa từ trời đó. Turned up in my room. Ngài đã xuất hiện ở trong phòng của tôi tại đó. And the same God is right here tonight. Và cùng một Đức Chúa Trời đó đang có mặt ở đây với chúng ta trong buổi tối hôm nay. My neurosurgeon says this to me. Thì vị bác sĩ thần kinh của tôi về nói với tôi như thế này. Don, your miracle is not real. Đó là anh Don ơi, cái phép lạ của anh nó không phải là thật. Because he takes another X-ray of my neck. Bởi vì anh đã chụp một cái X-ray nữa về cổ của tôi. And my neck's still broken. Anh chị em, cổ của tôi vẫn còn gãy. How can you walk? Anh chị em, tủy sống nó không có liên lạc với nhau, bị đứt như lìa như vậy, làm sao có thể đi bộ được? And I say to my neurosurgeon, I don't care what the X-ray says. Thì tôi trả lời với vị bác sĩ về thần kinh của tôi, nói rằng, tôi không biết là X-ray nó nói cái gì. I care what my Bible says. Tôi chỉ quan tâm tới những gì Kinh Thánh nói. Because we walk by faith and not by sight. Bởi vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. We have to know our Bible. Chúng ta phải biết Kinh Thánh của chúng ta. 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Corinto thứ nhì chương 5 câu số 7, chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. God's here tonight to change your perspective. Chúa ngài có mặt tại đây và sẽ thay đổi cái nhìn của anh chị em. To lift your eyes off your circumstances. Để khiến cho anh em rời mắt của mình khỏi hoàn cảnh của mình. And fixing our eyes on Jesus. Và chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu của chúng ta. The author. Đó là đấng tác giả. And the finisher of our faith. Và đấng thanh toàn đức tin của chúng ta. Are you ready for him to touch your life tonight? Anh chị em có muốn sẵn sàng để Chúa chạm đến đời sống anh chị em buổi tối hôm nay không? He's here right now in power. Ngài đang có mặt tại đây tối hôm nay. He's here right now to set you free. Ngài có mặt tại đây để giải cứu anh chị em được tự do. So I wonder if you'd bow your heads for a moment, please. Tôi khuyến khích anh chị em cúi đầu trong thời gian này, trong giây lát. Jesus right across this meeting tonight. Chúa Giêsu đang có mặt ở tại đây trong buổi nhóm này với chúng ta. There are people who you love. Có những người yêu thương, người thân thương của chúng ta. Jesus, there are people here tonight who have been distracted by the world around us. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp đỡ chúng con. Đây có những con cái của Chúa đang bị ảnh hưởng, chi phối bởi những điều của thế gian này. And they've taken their eyes off you, Jesus. Và Chúa ơi, họ đã rời ánh mắt của họ vào trong hoàn cảnh thay vì Chúa. And I'm going to ask you tonight. Anh con cầu nguyện với Chúa hôm nay. If you're in this meeting right now. Nên anh chị em có mặt ở trong phòng thờ phượng. You have been distracted. Nên anh chị em đã bị chi phối. And you took your eyes off Jesus. Và anh chị em đã rời ánh mắt của anh chị em khỏi Chúa Giêsu. He's calling you tonight. Chúa ngài gọi anh chị em. And he's saying, "Will you fix your eyes on me?" Chúa nói rằng, các con ơi hãy trở lại và tập trung vào ta. Take your eyes off your circumstances. Hãy rời ánh mắt của con, bỏ những chuyện của thế gian và hoàn cảnh đi. Take your eyes off your failure. Hãy thấy đừng nhìn vào trong những cái thất bại của đời sống của các con. Take your eyes off your sin. Và đừng nhìn vào, tập chú vào tội lỗi của con nữa. And look to Jesus tonight. Và hãy nhìn vào Chúa Giêsu trong buổi tối hôm nay. Friend, if that's you right now and you need to refix your eyes on Jesus. Anh chị em, nếu đó là bạn và bạn cần phải tập trung trở lại vào Chúa Giêsu. Then I'm just going to ask right across this place, friend, if that's you, just lift your hand real quick. I'd like to pray for you tonight. Thì tôi xin kêu gọi đó là anh chị em đưa tay mình lên. Don, I need to refix my eyes on Jesus. Anh nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn tập trung trở lại vào Chúa Giêsu mà thôi. Yeah, God bless you. God bless you. Trên các anh, các chị. God bless you over there. Thank you so much. God bless you right down the back, over that side down the back. God bless you.
tập trung vào Chúa trở lại. Friend, if that's you here tonight and you have no idea on how you can reconnect with Jesus. Nếu bạn có mặt tại đây và bạn không biết cách nào để có thể nối kết với Đức Chúa Giêsu. Maybe you're here tonight and you're not a Christian. Có thể bạn có mặt tại đây và bạn chưa bao giờ là một con cái của Chúa. Like this before. Bạn chưa bao giờ ở trong buổi nhóm như thế này trước I'm đây. I'm going to ask you right now, friend. Thì tôi kêu gọi những người đó trong lúc này. It's time to put your eyes on Jesus. Đây là đến lúc để bạn dâng cuộc đời của mình và tập trung vào Chúa Giêsu. He is your answer tonight. Ngài chính là câu trả lời cho bạn buổi tối hôm nay. Jesus is your answer. Chúa Giêsu chính là câu trả lời cho bạn. If you're locked down in pain tonight. Nếu bạn đã bị trói buộc bởi những đau đớn. Lost in this world. Và đã mất mát ở trong thế gian này. I want to encourage you tonight. Tôi muốn khích lệ anh chị em buổi tối hôm nay. Fix your eyes on Jesus. Hãy hướng nhìn về Chúa Giêsu trong tối hôm nay. That's you right now, and you're like, that's me. That's me. Đó là that's bạn me. Just lift your hand real quick. Tôi... If that's you, just lift your hand real quick. Yeah, God bless xin you. Đưa tay hướng về Chúa. Thank you, thank you. Cảm ơn các bạn. God cảm bless cảm you. God Chúa bless Phước. You. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Right down. Cảm ơn Chúa Giêsu ngài. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. I'm going to ask everybody in the place to stand tonight. Tôi muốn kêu gọi tất cả chúng ta đồng đứng lên. Presence of God's all over this place. Sự hiện diện của Chúa đang ở khắp một cách đầy dẫy nơi đây. And I reckon the very best thing you could do tonight. Tôi biết rằng cái điều tốt nhất bạn có thể làm trong buổi tối tonight. Nếu bạn đưa tay hướng về Chúa trong thời gian này. Well, you know you should have. Bạn chưa đưa tay mà bạn biết rằng bạn cần phải đưa tay lên. I'm going to invite you tonight to come and stand on this altar with me. Thì tôi mời các bạn đó có thể tiến lên phía trước tại đây trước bàn thờ trong buổi sáng hôm nay. So why don't you come right now? Ai cần trở lại tập trung vào Chúa Giêsu ngày buổi tối hôm nay, xin tiến lên trong thời gian này. And as you come, trong lúc anh chị em đến, stand on this altar tonight. Và đứng ở tại đây buổi tối hôm nay. My prayer is. Lời cầu nguyện của tôi là. That you would lift up your eyes. Đó là anh chị em sẽ hướng về Chúa. And as you refocus on His incredible power. Anh chị em tập trung vào Chúa quyền năng của chúng ta. That the fire of God burn through your spirit tonight. Để lửa của Chúa sẽ đốt cháy trong tâm hồn, tâm lòng của anh chị em buổi tối hôm nay, tâm linh anh chị em trong buổi tối hôm nay. We live in a world right now. Chúng ta đang sống ở một thế giới ngày hôm nay. That is so derailed. Đã bị trật đường rầy rồi. That's become so unhinged. Chúng ta thấy rằng đã sút bản lề rồi. That I'm finding believers. Và chúng tôi cũng thấy có những cơ đốc nhân who think it's okay to live in compromise. Họ cho rằng sống một cách thỏa hiệp thì cũng là ổn. But you know what the problem is? Anh không biết năng đề là gì không? They have no power. Họ không có quyền năng. There's no fire. Không có lửa khi sống như vậy. And we've got to get back to. Chúng ta cần phải quay trở lại. Fixing our eyes on Jesus. Tập trung cái nhìn của chúng ta vào Chúa Giêsu. Chăm xem Chúa Giêsu. He's the only answer. Ngài là câu trả lời duy nhất của chúng ta. For our sin, cho tội lỗi của chúng ta. For our compromise, cho những cái thỏa hiệp của chúng ta. For the stuff that has distracted us, cho những cái thứ mà nó đang làm chi phối chúng ta. And when we surrender, và khi chúng ta hoàn toàn đầu phục, totally to Him, hoàn toàn đầu phục Chúa, and let it all go, và trao cho Chúa tất cả, I promise you. Tôi hứa với bạn. God will send the fire. Chúa ngài sẽ đổ lửa xuống. God will send the fire. Chúa sẽ đổ lửa xuống. It's the promise of the Father. Đó là lời hứa của Cha, Chúa Cha. No wonder little kids love the presence of God. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng tại sao trẻ em nó rất là thích sự hiện diện của Chúa. No wonder little kids run into the worship that God has available for them. Và chúng ta thấy rằng trẻ em thì nó chạy vào để nó thờ phượng Chúa. God
God, I thank you for every person who stands on this altar right now. Cảm ơn Chúa cho tất cả những người đang đứng phía trước tại đây. I pray that a miracle break out on their lives tonight. Tôi cầu nguyện để một phép lạ sẽ bứt phá ra trong đời sống của họ trong buổi tối hôm nay. I pray right now in Jesus' name. Tôi cầu nguyện trong thời gian này trong danh Chúa Giêsu. On every individual. Cho mỗi cá nhân. God, that you would move in your power. Chúa, xin Chúa ngài hành động một cách tự do tại đây. Now I have no doubt that standing before me. Thì không có gì nghi ngờ đứng trước mặt tôi bây giờ. That some of you, một số các bạn, have lost your way. Đã mất lối. And God says it's a brand new beginning right now. Nhưng mà Chúa ngài hứa với chúng ta một bắt đầu mới ngay bây giờ. Because His mercy is new every day. Bởi vì cái sự thương xót của Chúa cứ lại mới luôn mỗi ngày. So I want you to pray with me tonight. Nên tôi khuyến khích các bạn cầu nguyện với tôi buổi tối hôm nay. Make this your declaration. Hãy biến nó trở nên lời công bố của chúng ta. Because the confession of your mouth. Bởi vì lời công bố từ miệng của anh chị em. Unlocks the fire of God. Sẽ mở khóa lửa của sự hiện diện của Chúa. So let's pray together tonight. Nên chúng ta cùng nhau cầu nguyện buổi tối hôm nay. And make this our confession. Và hãy biến nó trở nên lời công bố của mỗi cá nhân chúng ta. Jesus, I thank you. Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn ngài. Out loud. Xin lặp lại lớn tiếng với tôi. That you have opened the eyes of my understanding. Chúa ngài đã mở mắt của sự thông hiểu của con. That a spirit of wisdom and revelation. Là linh của sự khôn ngoan và tỏ ra. Has been released into my spirit. Đã khai phóng vào trong tâm hồn của con. As I stand on this altar tonight. Là chỗ kia con đứng trước bàn thờ trong buổi tối hôm nay. God, I choose. Là Chúa con chọn. To leave my past behind. Bỏ quá khứ lại phía sau. Today by my confession. Hôm nay bởi lời công bố đức tin của con. I fix my eyes on Jesus Christ. Con tập trung vào Chúa Giêsu Christ ngày hôm nay. I take my eyes off all doubt. Con rời ánh mắt của con khỏi những nghi ngờ. I take my eyes off all sin. Con rời ánh mắt con khỏi những tội lỗi cũ. I take my eyes off fear. Con cũng rời ánh mắt của con khỏi sợ hãi. And I fix my eyes on Jesus Christ. Và bây giờ con tập trung vào nhìn Chúa Giêsu. The one who died for me. Đấng đã chết thay cho con. And rose from the dead. Và đã sống lại từ cõi chết. Right now. Ngay giờ này. I ask your forgiveness. Con xin Chúa tha thứ. And I ask you, Jesus. Và con xin Chúa Giêsu. To light a fire in my life tonight. Xin Chúa ngài đốt lửa cháy ở trong tấm lòng của con. God, I want to burn for you. Lạy Chúa, con muốn bốc cháy cho ngài. So right now. Ngay giờ này. I lift my hands toward heaven. Con đưa tay hướng về trời. And I receive a fresh fire. Con đón nhận lửa mới từ nơi Chúa. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Now let's lift our hands toward heaven. Xin tiếp tục đưa tay hướng về trời. And start to breathe in a fresh anointing. Bắt đầu hít vào cái sự sức dầu tươi mới từ nơi Chúa. Here comes the fire of God right now. Đây lửa của Chúa. Here comes the fire of God right across the soul. Lửa của Chúa bắt đầu đổ xuống trên anh chị em ngay giờ này. God release your fire right Lạy now. Chúa xin ngài khai phóng lửa God của God release your anointing right now. Xin Chúa ngài khai phóng sự sức dầu của God ngài. Let it begin to burn in Jesus' khiến name. Khiến cho nó được bốc cháy trong đời sống của anh chị Light a fire, Holy Ghost. Lạy Chúa xin mồi lửa của light ngài trong thời gian này. Light a fire, sister, receive lửa, a fire của tonight. Của Chúa. Jesus' name, receive a fire tonight in Jesus' name. Lửa của sự hiện diện của Chúa. Fire of the Holy Ghost comes lửa on you của Thánh tonight. Linh của Chúa. In Jesus' mighty trong name. Trong danh Chúa quyền năng của Chúa Giêsu. Burn in you right now. Fire burns in your life right lửa now. Lửa cháy trong cuộc đời của con.
Boy, Holy Ghost, I thank you for this young man right now. Chúa, con cảm ơn Chúa về cuộc đời của người thanh niên trẻ này. God, I thank you as he stands here tonight. Chúa, trong lúc anh em này đang đứng tại đây. This is a brand new day. Lạy Chúa, hôm nay là ngày mới. And in Jesus' name. Và trong danh Chúa Giêsu. God, loose your glory on him right now. Chúa, ngài tuôn đổ vinh quang của ngài trên người trẻ này. Lửa của Chúa cháy trên đời sống. Spirit of the Living God, right now. Thánh Linh của Chúa đang sống. Boy, there goes a touch of heaven on you tonight, son, in Jesus' name. Chúa, rồi chạm từ thiên đàng trên đời sống của con. An anointing all over his life. Sự sức giàu của Chúa đang tuôn đổ. He's right here, the power of God right now. Quyền năng của Chúa đổ sức. Break every shackle, break every shackle. Tất cả. Set him free, Lord. But there goes a power of God right through him, right through him, right through him. Power of the Holy Ghost and fire. Jesus' name, fire of the Holy Ghost in Jesus. Mighty name of Jesus. Breathe again, sister, breathe again, breathe again. The Holy Ghost is all over this altar. Right down the end here, I want to tell you right now, right down here. Right down here, the Holy Ghost just said, right down here, I'm going to breathe on you afresh today. God says, you're going to know the power of my love. You're going to know the power of my love. There it goes in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Supernatural impartation right now. Jesus, thank you, God. Thank you for the fire. Cảm ơn Chúa cho lửa của Chúa. Thank you for the mighty anointing of your Spirit. In Jesus' name, refreshed vision. Refreshed vision. Get ready to see again. You're going to see. Khải tượng, cô sẽ tiếp tục thấy. Chiếc đồng sẽ thấy và thấy kết quả của những gì cô đã cầu xin và Chúa ngài làm hứa hiệp. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, công bố sự đắc thắng của Chúa trên đời sống của cô. Quyền năng của Chúa đổ xuống. Hãy sẵn sàng cho những điều Chúa ngài chuẩn bị làm. Hãy nhận, chuẩn bị cho sự sức giàu tươi mới của Chúa trên đời sống của anh. Lửa của Thánh Linh của Chúa. Thánh Linh của Chúa rất đổ lửa của ngài. Lửa của Chúa đang đến. Chúa bảo hãy giao cho Chúa một cách trọn vẹn và để Chúa tự do hành động. Let go and let God. God's about to do a Holy Ghost. Now, Lord, just let them breathe the Holy Ghost. Man, I'll tell you what, I just feel the love of God on you right now, sister. Tôi cảm nhận tình yêu của Chúa đang đến trên cô trong thời gian này. God's surrounding you with His love tonight. Chúa đang vây quanh cô với tình yêu của Ngài. Just as you lifted up your eyes tonight and looked at me, says Jesus. Chúa Giêsu nói rằng từ khi con hướng mắt nhìn về ta. Here he comes right now, power of God goes right through your life. Chúa, right through your life, every tear, every tất cả những nước mắt Holy Ghost, đã qua rồi. Man, the love of God just all over this place. Oh, tình yêu của Chúa đang đầy dẫy nơi chốn này. Breathe on refresh, Lord God. I hit vào. Speak the fire of God over every circumstance. And I pray right now. Lửa của sự hiện diện của Chúa đến trên cô. I release an anointing and there goes the anointing. Khai phóng sự sức giàu của Chúa từ đầu xuống cho đến chân. Power of God goes right. Quyền năng của Chúa trải qua đời sống của bạn. Jesus. Trong danh quyền năng của Chúa. Lord, let these hands touch the power. Lạy Chúa, xin đông đầy quyền năng của Ngài trên bàn tay này. Quyền năng của Chúa đổ xuống cho người chị em này. Lạy Chúa Thánh Linh. Holy Spirit, breathe on him afresh. Thánh Linh xin ngài thở trên anh em con một cách tươi mới. You just got a miracle there, brother. God just did a miracle in your body tonight. Chúa vừa mới làm phép lạ trên thân thể của anh trong tuần. Thank you, God. Thank you, God, for the whole touch of the Holy Ghost. Lạy Chúa Thánh Linh xin chạm đến người chị em này. Sự sức giàu của Chúa. It's over. The past is gone. It's a brand new. Chana moti papa papa. No
not by might nor by power, không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi nhân lực, nhưng bởi thần của Chúa trong danh Chúa. Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Wow. Wow. Holy Ghost. Chúa Thánh Linh. There's a river of God here right now. I want to tell you, there's a river of God. Có dòng sông của Đức Chúa Trời đang ở đây. When He said, "Come and drink," thì Chúa bảo con hãy đến và uống. I don't think we drink enough. Tôi không tin rằng chúng ta uống đủ. Sister, I want to tell you, even as you stand here tonight, chị em của tôi trong lúc ngay cả khi cô đang đứng ở tại đây tối hôm nay, I feel the Holy Spirit says you're standing by faith. Tôi nghe Chúa Thánh Linh nói rằng chị em đang đứng ở trên đức tin. And God says, I'm going to take you beyond. Chúa nói rằng ta sẽ đem con bước qua khỏi the boundaries of restriction. Những tất cả những giới hạn. And I will cause my power. Ta sẽ khiến cho quyền năng của ta to match your hunger. Sẽ đáp ứng xứng hiệp với sự khao khát của con. Loose the power of God. Tung đổ quyền năng của Ngài. Jesus name. Holy Spirit. Lạy Chúa Thánh Linh. Boy. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Man. You're a good woman. Chị là một người phụ nữ tốt. And God says, even as you have put your trust in me, Chúa nghe nói rằng ngay cả khi con đặt lòng tin nơi ta, know that tonight, thì hãy biết rằng trong buổi tối hôm nay, I breathe fresh fire on your life. There it goes right now. Ta sẽ phú lửa của sự hiện diện trong cách tươi mới trên con. Burning it out. Faith, đức tin, faith, đức tin. Tôi, Holy Ghost faith right now. Đức tin, ân tứ của đức tin từ Thánh Linh đến trong danh. You stood by faith, you believed by faith. Đứng trong đức tin và tin trong đức tin. You would not let go of the promises. Và cũng không bao giờ buông bỏ God những lời right hứa now, của Chúa. Here comes your miracle in Jesus. Ngay bây giờ phép lạ đến trên đời sống của chúng ta. Holy Ghost and power. Chúa Thánh Linh đến trong quyền năng. God, on these hands, I declare right now. Trên đôi tay này, con công bố trong giờ này. Mighty release of your glory. Chúa ngài sẽ khai phóng vinh quang của ngài một cách lớn lao. God, let your glory flood this altar. Lạy Chúa, xin sự vinh quang của ngài sẽ đầy khắp nơi chúng này. Let your power fill her tonight in Jesus' name. Quyền năng của Chúa đông đầy trên chị em này trong danh Chúa. Breathe on her with the Holy Ghost. Hãy hít vào quyền năng của Chúa Thánh Linh ngay trong chị em này, lửa của Chúa. Fire in the name of Jesus. Lửa của sự hiện diện của Chúa. Tôi tin rằng cô sẽ rời khỏi nơi chốn này hôm nay với một cái ngọn lửa cháy một cách tươi mới trong đời sống của cô. And the Holy Spirit's telling me there are people around you. Và tôi thấy rằng có những người chung quanh cô. Who are desperate. Họ đang rất là cần. And God says, I am their answer. Và Chúa ngài nhắc nhở là cô hãy nhớ rằng ta chính là câu trả lời. Và con chính là môi miệng của ta. Lạy Chúa, xin khai phóng sự dạng dĩ trên người chị em này. Let's all lift our hands toward heaven right now. Tất cả chúng ta đưa tay hướng về thiên đàng trong giờ này. Father, we thank you for every miracle. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho tất cả những phép lạ that's happened on this altar. Đang diễn ra ở trước nơi cầu nguyện bàn thờ này. That we carry in our lives tonight. Và chúng con sẽ mang lấy trong đời sống của con trong buổi tối hôm nay. And I pray as we leave this place. Và Chúa, con cầu nguyện để khi chúng con rời nơi chốn này. That we walk out with supernatural power. Và chúng con sẽ ra về trong quyền năng siêu nhiên. That gives us the victory. Để ban chúng con sự đắc thắng. To overcome every obstacle. Để có thể đắc thắng và thắng được tất cả những ngăn trở. And to release the love of God. Để khai phóng tình yêu của Đức Chúa Trời. To every person we meet. Cho tất cả những người mà chúng con tiếp xúc. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. We declare salvation. Chúng con công bố sự cứu rỗi. Miracles. Phép lạ.
and breakthrough. Và bứt phá. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Amen. Give Amen. God a big hand clap Amen. Tonight. Anh chị em dâng cho Chúa một tràng pháo tay cảm ơn. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Các anh chị em đang theo dõi với chúng tôi ở trên mạng. Chúng tôi nhân danh Chúa trong thời gian này. Xin Chúa Ngài chuyển tải đến trên anh chị em những gì đang diễn ra ở tại đây. Sự sức giàu lửa của sự hiện diện của Chúa. Khi anh chị em rời bỏ ánh mắt của mình khỏi những năng đề thiếu thốn nghèo đói của mình. Anh chị em tập trung vào Chúa. Anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự bứt phá ở trong ơn của Ngài. Trong danh Đức Giê-xu trong thời gian này. Chứ con xin Chúa Ngài rót đổ sự hiện diện tươi mới của Ngài trên anh chị em chúng con. Mạnh mẽ thay thế tất cả những gì đã gây sự chú ý và chi phối anh chị em chúng con trong những ngày qua. Trong ơn của Ngài, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, hãy được tươi mới trong Chúa. Nhận sự sức giàu tươi mới từ nơi Chúa, quyền năng từ nơi Chúa. Lạy Chúa xin đổ lửa từ trời xuống trên anh chị em chúng con, trên các đầy tớ của Chúa, các chức vụ đã yếu đuối trong những ngày qua. Để anh chị em của chúng con sẽ bốc cháy cho Chúa trong ơn của Ngài. Hết thảy các đầy tớ của Chúa cũng hãy mạnh mẽ tiến lên để trở nên những khí cụ hữu dụng cho Chúa trong ơn của Ngài. Ra đi, công bố sự cứu rỗi, sự bứt phá, sự giải cứu đến cho những người mà quý đầy tớ của Chúa phục vụ. Các anh chị em tiếp xúc và phục vụ ở trong danh quyền năng của Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Đón nhận anh chị em ra về trong sự tươi mới trong ơn của Chúa và bắt đầu mở mắt ra để nhìn thấy những gì Chúa Ngài làm xuyên qua đời sống của các anh chị em ở trong ơn của Chúa. Chúa ban phước, chúng ta sẽ gặp lại ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Tối mai cũng cùng thời giờ này, 7:30 tối giờ Houston, cũng là 7:30 sáng của các anh chị em ở tại Việt Nam. Chúa ban phước và chúng ta sẽ gặp lại trong các buổi nhóm trong những ngày sau đây. Amen. Amen. Chúa ban phước.